Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn hai công nghệ có thể tạo ra năng lượng điện theo cách mới, thân thiện với môi trường. Việc chào bán công khai có sẵn bằng 15 ngôn ngữ và bạn có thể sử dụng phụ đề để xem và hiểu video này. Chào bán công khai cho các công ty và cơ quan có thẩm quyền quan tâm đến sự phát triển bền vững. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một lô đất có diện tích 3 ha. Kế hoạch của chúng tôi là nhận lô đất như vậy từ bạn với thời hạn thuê từ 10 đến 15 năm. Một loại nguồn năng lượng xanh mới, công nghệ Voda và Wither. Công nghệ xây dựng. Diện tích khu đất là 3 ha. Bố trí các đường dây tiện ích. Xây dựng chu kỳ bằng không. Công trình móng, cọc bằng tấm nguyên khối. Trình độ kỹ thuật ngầm. Xe đưa đón chữ T. Ván khuôn trượt. Đổ bê tông cốt thép nguyên khối. Xây dựng liên tầng. Chu kỳ lặp đi lặp lại của công việc. Các phần tử rô tô tổng hợp. Xem bên trong ván khuôn. Lắp đặt cẩu bảo trì và ốp mái trang trí. Hoàn thiện trang trí mặt tiền. Một trạm biến áp điện được thiết kế để nhận, chuyển đổi và phân phối năng lượng điện. Tấm trang trí ngoại thất tạo nên không gian nội thất. Cải thiện khu phố. Voda dự án. Nhà máy thủy điện được sử dụng để tạo ra điện bằng cách luân phiên sử dụng trọng lực và lực của A-chin. Một loại vật thể năng lượng mới có khả năng tạo ra năng lượng điện bằng lực A-chin và Newton. Giải pháp kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các nhà máy thủy điện. Nhà máy thủy điện Voda được đặt bên trong khung công trình. Chúng ta hãy xem cách chúng hoạt động và chúng bao gồm những gì. Giải pháp là một thân tàu hình trụ chứa đầy nước, trong đó đặt một tàu con thoi chữ T có gắn tuabin. Tàu con thoi chữ T được trang bị các phương tiện để mang lại sức nổi dương hoặc âm ở dạng các khoang sen kẽ chứa không khí hoặc nước. Làm thế nào nó hoạt động? Khi bề ở phần dưới của thân tàu, không khí được bơm qua máy nén. Khi tích lũy đủ lượng không khí, tấm nền sẽ có lực nổi dương và bắt đầu chuyển động hướng lên trên dưới tác dụng của nguyên lý A-chin. Chất lỏng bị dịch chuyển do chuyển động của bệ chảy qua các cửa sổ và tiếp tục qua một kênh từ đỉnh thân tàu xuống đáy, làm quay các cánh tuabin, từ đó khiến máy phát điện tạo ra điện được truyền đến người tiêu dùng.
Khi bệ đạt đến vị trí trên cùng, các van sẽ mở để xả khí. Không khí thoát vào khí quyển đi qua một tua bin bổ sung. Bằng cách này, chúng tôi trả lại năng lượng được sử dụng để bơm không khí vào phần dưới của cơ sở. Đây được gọi là sự hồi phục. Chu kỳ quan sát được của cơ chế này là lặp đi lặp lại và mỗi lần lặp lại sẽ tạo ra năng lượng điện. Winter dự án, hệ thống kiểm soát luồng gió và chuyển đổi động năng của nó thành năng lượng điện. Chúng ta hãy xem xét các yếu tố cơ bản và cần thiết của tòa nhà phát điện. Một khung hình cứ 3 tầng. Lá chắn khí động học. Cánh quạt. Máy phát điện. Trục tĩnh. Một, dòng không khí. 2. Trục tĩnh. 3. Cánh quạt. 4. Lá chắn khí động học. 5. Tòa nhà. Một khung hình cứ 3 tầng. 7. Máy phát điện. Hãy lắp ráp tòa nhà từng bước một. Chuyển động quay của tua bin gió thẳng đứng được tạo ra bởi một luồng không khí, gió, tấm chắn khí động học ngăn chặn tác động tiêu cực của dòng chảy lên chuyển động quay của tua bin gió và loại bỏ hiệu ứng tiếng ồn. Các tấm chắn khí động học tối ưu hóa và định hướng luồng không khí, gió, tiếp tuyến với vòng tròn quay, làm tăng hiệu suất của tua bin gió, hay còn gọi là hiệu ứng đòn bẩy. Hoạt động này không phụ thuộc vào hướng của luồng không khí. Sự tập trung của luồng không khí được tạo ra bởi các cấu trúc hình bông hoa được sắp xếp hợp lý dọc theo các tòa nhà, tạo cho toàn bộ công trình lắp đặt một dạng kiến trúc nguyên khối. Mặt tiền truyền thông cho quảng cáo ngoài trời. Công nghệ của chúng tôi hoạt động suốt ngày đêm, bất kể thời tiết. Cơ sở này có khả năng mở rộng, nó càng lớn thì càng tạo ra nhiều năng lượng. Cơ sở 3 MW đầu tiên sẽ có chi phí 9 triệu đô la, với thời gian hoàn vốn là 2 năm rưỡi. Hãy cùng tham quan văn phòng khởi nghiệp tialin.com. Chúng tôi hiện có bằng sáng chế ở các quốc gia được liệt kê và đang nỗ lực để có được bằng sáng chế cho công nghệ của chúng tôi ở tổng số 75 quốc gia. Trên bản đồ này, bạn có thể thấy hầu hết các khu vực trên thế giới đang gặp tình trạng thiếu điện. Hãy cùng tham quan trang web của chúng tôi. Hãy vào tialin.com, tại đây bạn có thể tìm hiểu tất cả về các dự án và công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đi tới phần bằng sáng chế, nhấp vào bất kỳ lá cờ quốc gia nào và bạn sẽ thấy tài liệu. Tài liệu này có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng tìm kiếm bằng sáng chế của Google. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập số bằng sáng chế và họ của tác giả vào hộp tìm kiếm. Chúng tôi rất năng động, hãy xem chúng ta có bao nhiêu tin tức. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi là một trong những công ty khởi nghiệp minh bạch nhất thế giới vì tất cả số tiền đến với chúng tôi đều được kiểm soát bởi một ủy ban giám sát. Ủy ban giám sát bao gồm các nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi mời bạn tham gia cùng nó. Ngày nay, khoản đầu tư của bạn đang được cung cấp cho việc xây dựng cơ sở cao 156m đầu tiên. Sau khi cơ sở này hoàn thành, chúng tôi sẽ có thể chứng minh tính hiệu quả của công nghệ độc đáo của mình. Chúng tôi dự định bán 10 giấy phép trong năm đầu tiên sau khi triển khai. Điều này sẽ cho phép chúng tôi thu lại tất cả số tiền đã đầu tư vào chúng tôi. Năm tới, dự án của chúng tôi sẽ được nhiều công ty và cá nhân biết đến hơn nữa. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu về giấy phép của chúng tôi. Xin lưu ý, chúng tôi không bán bằng sáng chế nhưng chúng tôi cung cấp giấy phép sử dụng công nghệ độc đáo của mình. Mỗi giấy phép bao gồm một cơ sở, trong khi chúng tôi có thể cấp cho bạn giấy phép cho một,
hai hoặc thậm chí 20 cơ sở cùng một lúc. Với nhu cầu tăng lên mỗi năm, chúng tôi dự đoán số lượng giấy phép được bán sẽ tăng và do đó lợi tức đầu tư bạn thực hiện hôm nay sẽ tăng lên. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, công nghệ tiên tiến của chúng tôi sẽ được sử dụng thường xuyên như thang máy được sử dụng ngày nay. Chúng tôi cần các nhà đầu tư, nhân viên và đối tác. Hãy tham gia cùng chúng tôi để bảo vệ môi trường. Chúng ta ở đây tạm thời nhưng con cái chúng ta sẽ ở đây gần như mãi mãi. Không có cách thay thế. Chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước. Dự án của chúng tôi được hỗ trợ bởi các nhà khoa học nổi tiếng. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ những ý tưởng hay. Tôi nghĩ đó nên là thứ tự trong ngày. Cứ làm đi. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng. Một công ty bắt đầu với một ý tưởng nổi bật và một gara nhỏ. Chúng tôi tin tưởng rằng đến lúc nào đó chúng tôi sẽ có được vị trí xứng đáng trong số các công ty lớn nhất thế giới. Hãy đóng góp vào việc phát triển nguồn năng lượng xanh. Hãy gửi video này cho bạn bè của bạn, giới truyền thông, các công ty quan tâm đến công nghệ mới, chính quyền khu vực của bạn, các chủ sở hữu đất. Có lẽ hành động của bạn sẽ quyết định nơi cơ sở đầu tiên sẽ được triển khai. Đăng ký ngay trên trang web của chúng tôi để đặt mua cổ phiếu với mức giá hấp dẫn.